Loại cái gì ở đây? Sáng mai thi bây giờ mới đổi lịch. Sáng thứ 6 thi dồn 2 môn. Này, cô bé. Anh vừa đi làm về, em đang học hỏi đi đâu đấy? Không, mà ông biến thái đang đuổi theo em. Anh ra ngay cứu em. Thế bảo đây. Này, này, làm cái trò gì đấy? Ra rồi con định dở trò à? Ông định làm gì? Này, này, không, ông tôi bảo ông Bình tĩnh. Ok, này, đừng. Ông làm gì tôi là trước kia đúng không đấy? Không, đừng nhảy. Đây, tôi lùi lại rồi. Đừng nhảy. Ông muốn gì? Tôi không muốn làm gì cả. Thấy cô giao hồ, thái độ hơi thất thần. Tôi sợ cô lại nghĩ quẩn mà... Không, cháu không có ý như thế. Nhưng mà tại sao bác lại nghĩ là cháu sẽ nghĩ quẩn à? Tháng trước ấy, cô gái sinh viên cũng cỡ cháu ấy, chẳng hiểu nghĩ thế nào, rồi ra nhảy tôm xuống hồ, làm bao nhiêu người phải khổ. Tuổi trẻ bây giờ dại dột lắm, cho nên bác cứ nghĩ cháu... À, không phải đâu ạ. Thú thực với bác, đợt này cuối kỳ vì thi nhiều môn quá nên đầu óc cháu hơi áp lực. Cháu chỉ muốn đi ra hồ cho khuây khỏa một tí thôi ạ. Em có sao không? Thế thì tốt rồi. Cứ nghĩ là cháu nghĩ quẩn, nghĩ quanh cơ. Bác xin lỗi nhé. Không sao đâu bác ạ. Không sao gì, anh đau hết cả tay này, tại em ý. Tại anh ý, sao lúc em nhắn tin anh không ra luôn? Thì anh ra luôn mà. Đấy, túm ngược tôi định bảo vệ bạn gái à? Cháu... Thanh niên gì mà trông mèo uột lắm. Muốn bảo vệ bạn ấy nên học lấy vài miếng. Bác ơi, hay là hôm nào bác dạy cháu một vài đòn được không ạ? Được rồi, muốn học ấy thì ngày nghỉ cứ ra đây. Bác luôn luôn câu ngoài hồ này. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Đưa bạn gái về đi. Vâng ạ. Chào bác ạ.